Vâng, chào bác nha, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Em vừa test thử một đoạn nhạc của cái combo vang số và mic không dây hàng chính hãng này để gửi cho bác khách ở Đồng Nai. Thì em cũng up lên cho anh em xem thử luôn. Và em giới thiệu luôn cho bác anh em về cái bộ combo của bác khách đây luôn. Cũng là gợi ý để cho anh em có thể lựa chọn nâng cấp dàn âm thanh karaoke để các bác lấy sử dụng về các bác nhé. Đây là một em vang số Adni D800. Nếu anh em xem kênh của bên em hoặc là các bác đang tìm hiểu về mẫu vang số thì đây là một mẫu vang số được anh em cực kỳ ưa chuộng. Giá cả rất hợp lý. Giá cả nó chỉ tương đương với một em vang cơ này số hàng chính hãng thôi. Đấy. Và kết hợp cùng với em nó là một em mic không dây. Mic không dây JB Pro Sound. JB Pro Sound mặt trắng gương cực kỳ đẹp đấy các bác. Có thể nhìn thấy trực tế trên đây luôn. Đấy. Tất cả các nút đều có đèn sáng các bác nhé. Tất cả các nút đều có đèn sáng luôn. Rất tiện sử dụng đúng không ạ? Có khóa đầu thu cho anh em luôn nhé. Khóa đầu thu cho anh em. Khóa cực kỳ đơn giản luôn. Các bác bấm nút lên trên và bấm sau đó bấm nút set bên dưới này. Đấy, là sẽ khóa đầu thu. Các bác nhìn đúng không ạ? Tương tự thao tác như thế để mở. Các bác thao tác nhanh một chút nhé. Đấy, rất dễ, rất tiện sử dụng đúng không ạ? Và mic có tự ngắt đầy đủ cho anh em luôn. Tự ngắt đầy đủ báo pin. Đấy, em đang kết nối tay mic đây không ạ? Em mở tay mic lên này, để nguyên luôn đây nhé. Đó. Để trực tiếp ở đây luôn. Để khoảng tất nhiên thì có phải để nguyên nhá, không để không rung thì khoảng tầm 2 giây 3 tầm 3 giây đến 5 giây thì nó sẽ báo tự ngắt. Đấy, nó sẽ tự ngắt tiếng cho bác anh em luôn. Nếu mà nó không tắt tiếng thì bác có thể kiểm tra phần cái chỗ tắt mở này đã mở chưa. 1 2 3 này. Đấy, là tắt đi 1 2 3. Đấy, đã mở chế độ tự ngắt đây. Nguyên các bạn này. Để nguyên luôn nhé. Sau khoảng tầm đấy các bác nhìn thấy không? Nhấp nháy báo là đã tự ngắt rồi. Ở dưới này nó sẽ có báo pin nhé. Đấy, có báo pin đầy đủ luôn, cả trên tay mic cả trên đầu thu. Và báo cường độ sóng. Các bác dùng những mẫu JB của sao S850 thì anh em làm sự kiện vừa và nhỏ hay cho thuê nào kéo thoải mái luôn. Khoảng cách 50m em đã test thực tế thì vẫn bắt bình thường các bác. Còn về mẫu vàng số Adni chắc không phải giới thiệu lại cho bác anh em rồi. Mẫu D800 thì quá tiện lợi, quá dễ sử dụng. Ngoài việc là bên em trước khi gửi đi cho bác anh em, bên em cài đặt sẵn cho bác các chế độ. Thì các bác anh em về, nếu anh em không dùng máy tính các bác thể chỉnh tay. Chỉnh tay cực kỳ đơn giản thôi. Đây, phần effect này. Phần effect các bác nhìn đây không ạ? Đấy, các bác chỉnh echo này. Chỉnh echo riêng biệt. Reverse riêng biệt luôn. Đấy, nó có nút lên xuống đây không ạ? Đấy. Thay đổi nút lên xuống như một con trỏ chuột đấy mà. Đấy. Đỏ ở đâu thì chúng ta xoay cái nút effect này có chỉnh ở đấy. Ví dụ em muốn nhiều lên, nhiều echo hay ít echo hơn đúng không ạ? Đấy. Echo volt này, đấy. Thì vượt volt này, đấy. Muốn nhiều hơn, ít hơn. Đấy. Còn phần mic này, khi các bác bấm vào mic này thì nó có một giải dần như kiểu lọc xì luôn. Các bác thể tỉnh chỉnh tăng giảm phần bass hay trung hay chép tùy ý các bác anh em luôn. Tương tự như thế là phần nhạc. Quá dễ sử dụng đúng không ạ? Còn phần mode này thì để gọi các chế độ khác nhau ra. Quá đơn giản, quá dễ sử dụng cho bác anh em luôn. Thử luôn chất lượng thì, âm thanh tiếng mic kết JB Pro Sound S850 cùng với em Adni kết hợp với nhau như nào các bác nhé. Alo thử một đoạn cho anh. Alo. Anh em mời vào 2 2 6 6 7 0. Chống hú cực kỳ tốt các bác nhìn này, loa ngay bên cạnh luôn. Tất nhiên thì không, em không khuyến khích cái việc đó là các bác quay hẳn cái mic vào trong cái phần chép loa đâu nhá. Em không khuyến khích các bác điều đó. Chúng ta nên hạn chế. Còn cái này chống mũi như này quá tốt cho các bác. Ngồi còn không được 1 mét. Thử tiếng rồi. Linh linh mượt hay 2 4 5 6 6 7. Linh linh cũng không phải test mà em loa là quá xịn sò đúng không ạ? Một em BOB 450C hàng bãi. Quay cho anh em luôn. Một cái combo rất hợp lý để nâng cấp dàn âm thanh karaoke gia đình. Các bác anh em mà đang xem video, các bác có nhu cầu về những bộ dàn âm thanh như thế nào, các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em tư vấn cụ thể cho bác anh em luôn. Còn đây là một combo gửi cho bác khách Đồng Nai và cũng là combo gợi ý cho bác anh em để các bác có thể lựa chọn các bác nhé. Hai mẫu này đều là hàng chính hãng, bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 6 ngày cho bác anh em luôn. Và giá cả combo thì em sẽ để trực tiếp phần tiêu đề để cho anh em tham khảo các bác nhé. Anh em xem video thì có thể ủng hộ cho em một nút like và nút đăng ký kênh nhé.